người Việt Nam mà gốc Mỹ, người Việt Nam gốc Mỹ cúng ông bà Tết. Hôm nay là mùng 1 nên băng thảo cúng ông bà kiểu vậy. Đó, ba chén cơm, ba cái muỗng, ba cái đũa. Đây là đồ hôm qua mua, bánh chưng bánh tét gì không biết. Ba trái bưởi, một cái cút. Đáng là ba trái, thằng nhóc ăn hết hai trái. Lộn, thằng nhóc ăn một trái, ba nó ăn một trái. Còn đây là đồ xào mẹ nó để cúng ông bà. Đó, đây là trưng bày của băng thảo. Người Việt Nam mà gốc Mỹ cúng kiểu mới 2013. Đó, này là băng thảo. Các bạn muốn biết ai là băng thảo? Đó, băng thảo đang đứng ở bếp. Băng thảo đứng giỡn nha. Đâu giỡn đâu, băng thảo nhỏ lớn giờ mình chưa cúng thì mình không biết cúng, thì mình cúng vậy. Ai biết cúng thì chị mình không biết thôi. À, là bà băng thảo mới nói là băng thảo lần đầu tiên cúng ông bà. Băng thảo năm nay mấy tuổi băng thảo? Băng thảo em 18 tuổi à. Băng thảo sinh năm 78. Người Việt Nam mà gốc Mỹ, đó, đầu tóc cũng lai lai luôn nè các bạn thấy không ạ. Đây là nồi canh chay băng thảo vừa mới nấu. Canh chay đang sôi, để mình trộn quậy lên coi. Đậu hũ. Đậu hũ nấm. Cái này cái thơm. Rồi ít ớt, ít ngò, bắt đầu sôi lên, chút nó băng thảo múc ra tô này nè. Đó, đây là bình sữa của con nhóc. Còn đây là đồ xào đang nằm trong nồi mới múc ra. Đó, các bạn thấy không ạ? Năm nay giờ băng thảo rửa mấy tô dọn dẹp xong rồi cúng ông bà. Đó, thì trưng bày của băng thảo. Còn chi tiết khấn vái sau, chút nữa mình hỏi băng thảo sau.